lại kiếm người để thực hiện được đốt thành ngữ nha. Tụi em có thể tham gia cái chương trình cùng với chị là một cái chương trình là đố thành ngữ có được không? Ok, ai đấy? Hai đứa luôn thì một ly hai đứa chung ha. Ok, cái này được. Đúng rồi. Em ơi, em là người cái gì giải thành ngữ nhanh nhất trong nguyên cái suốt chương trình này luôn. Sao em biết được? Tại vì ở đây có ba người. Hay. Thấy không? Chị diễn tả tốt mà, đâu có ghi mấy đâu. Đấy, ba mệt một lời là muốn nói điều gì? Chia sẻ thẳng tắc cho đi. Ok. Rồi, đây là chị tặng cho tụi em ly trà sữa. Rồi, cảm ơn các em nha, bye bye. Rồi, coi nè. Thành công.